Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tây. Phần 26, lễ thứ 25. Nhất tâm quán lễ Tịnh Tông sơ tổ, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập tam ma địa, tư vi đệ nhất, giữ quán âm hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc, ư niệm Phật chúng sanh, nhiệp thủ bất xả, linh ly tam đồ, đắc vô thượng lực, vô biên quan trí thân, đại thế chí Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Nhất tâm quán lễ Tịnh Tông sơ tổ. Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải Thiện Tông, là dùng phản văn văn tự tánh của Bồ Tát Quán Thế Âm làm tiêu biểu. Bồ Tát Đại Thế Chí chính là chuyên dùng pháp môn niệm Phật đấy, mà còn chuyên nhất. Trên kinh nói: hữu Phật xuất thế, danh vô lượng quang, thập nhị Như Lai, tương kế nhất kiếp. Thế không phải là thập nhị quan Phật của chúng ta ư? Vô lượng quang, vô ngại quang, vô đẳng quang, các ngài đó chính là có 12 vị Phật lần lượt trong một kiếp nha. Bỉ Phật giáo ngã, niệm Phật tam muội. Niệm Phật chính là dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Ta chính là niệm Phật nha. Ta đã nhập vô sanh pháp nhẫn, đã chứng vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn thấp nhất là Bồ Tát sơ địa. Chứng vô sanh pháp nhẫn một cách triệt để phải Bồ Tát bát địa. Thế thì làm sao đạt được Bồ Tát bát địa này? Chính là niệm Phật mà. Mọi người phàm phu nha, hoàn toàn chỉ là niệm Phật nha thì chứng vô sanh pháp nhẫn. Tác dụng của niệm Phật này ở chỗ nào vậy? Đô nhiếp lục căn, đây đều là lời trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên chúng ta đối với kinh văn này, lời trong Tịnh tu tiệp yếu, cần phải thật cung kính. Đây không phải là lời của thầy tôi tự mình ông ấy viết ra đâu, đều là nguyên câu kinh văn nha. Bản lĩnh này của thầy rất lớn, gộp rất nhiều kinh văn vào một chỗ hết sức tự nhiên. Quyển kinh Vô Lượng Thọ ấy, quyển Hội Tập thì hết sức tự nhiên. Kỳ thực là rất nhiều rất nhiều, chọn ra từ trong năm bản dịch, trong đây lựa một câu, chỗ kia chọn một câu. Người này không có đại trí tuệ, trí tuệ thù thắng. Việc này làm không nổi. Trước đây tôi không biết, chính là thông qua một lần lại một lần, càng ngày thể hội càng sâu. Việc này là thù thắng cực kỳ đấy. Những lời nói trong đấy đều là lời trong kinh Lăng Nghiêm. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Ta niệm Phật, lục căn này của ta đều nhiếp chặt rồi. Lục căn này của chúng ta chính là bị lục trần dẫn dắt mà, cho nên một lúc cũng không được tâm an đấy. Thấy sắc nghe tiếng nha, vừa là nghĩ ăn đồ nha, cái gì đủ kiểu cả. Một chút gió mát thổi đến thì xúc giác này dễ chịu nhé. Đèn này nó đã sưởi ấm nha, vậy cũng là xúc giác đấy, có phải hay không? Đủ loại đều là bị cái này dẫn dắt, trong tâm đã có phân biệt các kiểu. Niệm Phật thì toàn bộ nhiếp chặt lục căn rồi. Lúc ta niệm tự nghe mà, vì thế lúc chư vị niệm thì căn đã nhiếp chặt rồi. Lưỡi đang niệm đấy, nhĩ căn cũng nhiếp chặt rồi, nghe chính mình đang niệm đấy. Chư vị ở chỗ đó thắp một nén nhang, trong tâm cũng không nghĩ điều khác. Ngửi được cũng là nén nhang này lúc chư vị niệm Phật đấy. Lúc niệm Phật thì tự mình rất đoan chánh nha. Thông thường là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đấy. Hơn nữa đằng trước cũng là tượng Phật, trong tâm lúc này tuyệt sẽ không vừa niệm Phật
vừa đang nghĩ ở nơi kia nhảy Red Dance. Không khả năng, phải hay không? Không có lý do. Còn có xem TV, đừng lúc đang niệm Phật cũng muốn mở TV, chuyên tâm một chút đi. Sáu căn này thì nhiếp chặt rồi, nếu không lục căn vẫn là đang chạy. Đôi nhiếp lục căn, ý căn đương nhiên cũng định ở chỗ đó rồi. Chứ vì vừa đang niệm, vừa đang nghe, tâm như vậy, một niệm, tâm cũng đang trong niệm này. Cho nên cái thân thể này của chư vị đương nhiên rồi, càng điều là không có làm gì khác đấy. Mắt tai mũi lưỡi này, mọi thứ đều đang ở phạm vi này. Thân thể cũng đang ở trong Phật đường. Ta ngồi ở chỗ này nghiêm túc niệm, thân cũng đoan chánh rồi. Cho nên lục căn này đều nhiếp chặt rồi. Đôi nhiếp lục căn, ta là một niệm, ý niệm là chúng sanh đều có. Nhưng hiện tại ta không phải vọng niệm, ta là tình niệm. Cho nên hiện tại là vọng niệm nối tiếp nhau, một cái vọng niệm đằng trước, đằng sau lại theo một vọng niệm, theo đằng sau lập tức đến ngay một cái vọng niệm. Do đó có thời gian đấy, thời gian chính là do cái vọng niệm này sản sinh ra mà. Vừa rồi cái vọng niệm kia qua đi rồi, vậy chính là thời gian quá khứ. Chứ vì hiện tại ở trong cái vọng niệm này chính là hiện tại. Tiếp đó lập tức có một vọng niệm lại sắp đến, chính là vị lai. Quá hiện vị tam tế này đều là do vọng niệm mà. Không có vọng niệm cái gì là tam tế chứ. Vì vậy giống một đạo lý như thế, các nhà khoa học họ đã hiểu. Einstein nói thời gian là vọng niệm sai lầm của con người. Cho nên có vọng niệm thì có thời gian, còn không phải do vọng niệm sản sinh ra. Cái vọng niệm này và quan niệm sai này chưa bị nói gần giống như nhau. Vọng và sai đều là sai, đều là vọng, chữ dùng không giống nhau. Hơn nữa cái chữ đó chúng ta là từ trong tiếng Anh phiên dịch ra, lúc đó dịch nó thành thác giác rồi. Nếu người phiên dịch này thông Phật pháp thì đã dịch nó thành vọng giác. Ta cho rằng Einstein sẽ không phản đối. Ngay cả chữ tuy rằng không dùng cùng một chữ, nhưng ý nghĩa là cùng một ý. Cho nên sản sinh thời gian, chư vị niệm Phật, đôi nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, vậy thì vượt thời gian mà. Thời gian, không gian, vật chất đều là những quan niệm sai, đều là do bởi vọng niệm. Như hiện tại chư vị chỗ này niệm Phật là tình niệm tương kế, do đó chúng ta hiện tại chịu niệm. Hiện tại chúng ta có đạt được chính là không thể tình niệm tương kế. Đang niệm, sinh ra một vọng niệm đến rồi. Đang niệm lại sinh ra một vọng niệm đến nữa. Việc này đừng sợ, việc lâu xa này đừng sợ. Tinh thần của Lăng Nghiêm nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Cái vọng niệm đó cũng chính là chân như đấy. Chân vọng cũng bình đẳng, cho nên đừng sợ. Cũng như vẽ trên mặt nước, vẽ cái hình là vọng, nhưng nó lập tức đã trở về trong nước rồi. Lập tức thì về lại trong chân rồi. Cho nên toàn vọng quy chân, có thể trở về đến chân đấy. Vì vậy chúng ta tuy rằng không thể tương kế, nhưng cũng đừng sợ. Thật sự đến lúc niệm niệm là tịnh, thì bất giả phương tiện tự đắc tâm khai nha. Cho nên chúng ta chỉ cần cứ niệm, chứ vì dầu sao cũng có một khoảng thời gian. Đang niệm có một lần trải qua một thời gian thì có thể thành phiến rồi. Chính là niệm 10 câu, 30 câu, 50 câu này, ở giữa thời gian này không có vọng niệm rồi. Đây gọi là niệm Phật thành phiến. Niệm Phật thành phiến cũng không dễ dàng nha. Có người tu hành nha, họ cũng nói với tôi hiện tại cũng không thể thành phiến. Tôi nói điều mặc kệ nha, mọi người phải biết vãng sanh hay không hoàn toàn dựa vào tín nguyện có hay không. Thật sự đã tin đạo lý Tịnh Độ Tông này, đại nguyện này của Di Đà, những đạo lý này, tính từ, tính tha, tính sự, tính lý,
tin tưởng chúng ta niệm Phật chính là lấy điều này làm nhân, thì có thể được quả niệm Phật, quả vãng sanh, quả thành Phật. Điều này chính là tính từ, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Lục tính này đều có đủ đấy. Vả lại chúng ta đừng lưu luyến thế giới ta bà, mong muốn vãng sanh thế giới cực lạc rất khẩn thiết, chứ vì nhất định có tính, có nguyện, có đủ tính nguyện sâu sắc. Có đủ tính nguyện sâu sắc thì quyết định vãng sanh. Bởi vì có đủ tính nguyện sâu sắc, chắc chắn biết niệm. Niệm có vọng tưởng, không có vọng tưởng, đó là vấn đề thứ yếu. Đó là vấn đề thứ hai. Chư vị có thể vãng sanh hay không, hoàn toàn ở câu đầu. Vãng sanh hay không hoàn toàn dựa vào tính nguyện có hay không. Vậy thì là chúng ta chỉ cần cứ chủ quan nỗ lực. Chư vị nếu như nói tôi nhất định niệm được một chút vọng tưởng đều không còn, sự việc này không chắc đời này làm đến được đấy. Thế đã đạt sự nhất tâm, lý nhất tâm rồi. Đây là việc không dễ dàng, nhưng làm không được không có sao. Chư vị chỉ cần nhất hướng chuyên niệm thì được rồi, chịu niệm thì tốt rồi. Nhưng chư vị chỉ cần có tính, có nguyện, quyết định bản sanh. Ngược lại, chư vị ngay cả niệm đến gió thổi không động, mưa tạt không thấm, chư vị xem như một khẩu quyết gì đó tự như của đạo giáo niệm như vậy. Ngoài đạo bây giờ cũng có thể niệm những câu gì đó nha. Họ nếu muốn bay, họ cũng có chú của ngoại đạo đấy, họ cũng là niệm suốt đấy. Hồi giáo cũng phải niệm một câu gì đó, Cơ Đốc giáo có lúc cũng niệm đấy. Thế thì họ dùng thái độ niệm giống nhau, đổi lại niệm một câu Phật hiệu. Nhưng cái tư tưởng đó vẫn là tư tưởng kia của đạo khác, đó vẫn là không thể vãng sanh. Vì thế điểm này rất quan trọng. Cô ấy là tâm hoàn toàn tin Phật, đã niệm lệ chi hạnh. Lệ chi hạnh khởi tác dụng của Phật. Chư vị hoàn toàn là tâm ngoại đạo, chư vị đến niệm Phật hiệu, chư vị vẫn là con đường ngoại đạo, vẫn không bằng người đó niệm lệ chi hạnh. Cho dù chư vị cái khí này đủ nha, vốn là gì hả? Do đó hiếm thấy chính là nói chư vị nếu như thật là tịnh niệm tương kế rồi, đến lúc đó lập tức thì bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai nha. Vì vậy chư vị khai ngộ, đây không phải là đã khai ngộ rồi sao? Không những khai ngộ còn nhập tam ma địa, ngài chẳng hề có bất kỳ phương tiện nào khác cả. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí là sơ tổ Tịnh Độ Tông, chỉ một câu này. Thế nhưng chư vị một câu này, chư vị đối nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế rồi, thế chư vị thủy giác hợp bổn, mà còn là thường xuyên hợp bổn mà, thế thì đương nhiên thẳng hướng con đường giác, thì cứu cánh giác mà. Cứu cánh giác chính là Phật rồi, đâu chỉ khai ngộ a. Vì thế tình niệm tương kế thì tất nhiên tự đắc tâm khai, bất giả phương tiện, không cần dựa vào bất kỳ phương tiện nào thêm nữa. Còn có bí quyết gì nha? Còn có thủ ấn gì? Còn có chú gì? Còn có pháp bí mật nào ta không biết? Điều không cần, chỉ một câu. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí trở thành sơ tổ là ở chỗ này. Công đức của Đại Thế Chí là bất khả tư nghị đấy. Ở thế giới Tây Phương cực lạc, A-di-đà vẫn phải bát Niết Bàn. Sau khi bát Niết Bàn thì Quán Âm kế vị. Quán Âm vẫn phải bát Niết Bàn thì Bồ Tát Đại Thế Chí kế vị. Bồ Tát Đại Thế Chí vĩnh viễn không bát Niết Bàn đấy. Ngài là người niệm Phật thành công. Thế thì mọi người hỏi, làm thế nào Phật A-di-đà vẫn bát Niết Bàn chứ? Đây đều là thị hiện. Chư vị là người tu pháp Quán Âm, sau khi vãng sanh, chư vị sau bao nhiêu năm thì chư vị thấy được Phật A-di-đà bát Niết Bàn. Quán Âm làm Phật, chư vị nếu như là người niệm Phật vãng sanh, ông Phật ở chỗ đó của chư vị vẫn là Phật A-di-đà. Vì vậy mỗi người, mỗi cảnh giới, hôm qua thảo luận cái, thức đấy, vân vân, mỗi người không giống nhau đấy. Cùng ở thế giới cực lạc, có người nhìn thấy Phật là Phật A-di-đà, có người nhìn thấy là Bồ-Tát Quán Thế Âm nha.
đợi đến sau khi những duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm vãng sanh đều hết rồi, Bồ Tát Quán Thế Âm bát niết bàn, thì Bồ Tát Đại Thế Chí vĩnh viễn không bát niết bàn. Thực tế ba vị này chính là một, có phải hay không đấy? Bồ Tát Đại Thế Chí chính là như vậy, chính là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Chữ tự này có thể từ hai phương diện để chúng ta thể hội. Một cái chính là bản thân chư vị. Việc này không phải việc của người khác, là việc bản thân chư vị. Do đó có người hỏi Pháp Lục Tổ, Lục Tổ nói mật tại nhữ biên đấy, mật ở bên đó của chư vị đấy. Vì thế tùng môn nhập giả, bất nhị gia trân, đều làm việc của bản thân chư vị, vấn đề của chính chư vị, tự chư vị tâm khai. Đây là một chữ từ đấy, đều là tất cả mọi cái của chư vị, mỗi người chư vị, tự tánh của chư vị, tự tâm của bản thân chư vị khai rồi, tự đắc tâm khai. Còn có một chữ tự, tự là ý tự nhiên đấy, chính là chư vị tình niệm tương kế như vậy, thì chư vị tâm đã khai một cách tự nhiên mà. Cho nên hai ý nghĩa đều có cùng một lúc. Nhập Tam Ma Địa của Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí cho rằng cái này là đệ nhất. Đại Thế Chí, Ngài là đạt đến như vậy, cho nên Ngài chính là đệ nhất, phải không? Trên thực tế, mỗi vị đều đệ nhất nha. Do đó, giống như lời trong Kinh Kim Cang, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Pháp này của chư vị là khế hợp với cơ đó của họ, đối với họ chính là đệ nhất. Chúng sanh chúng ta, nếu như cái pháp này khế hợp cơ của chúng ta, thì pháp này của Bồ Tát Đại Thế Chí đối với ta cũng là đệ nhất. Nếu như Quán Âm khế hợp cơ ta nhất, pháp của Quán Âm đối với ta nhất định là đệ nhất rồi. Vì vậy pháp này không phải giống mọi việc đều có thể xếp thứ bậc ở chỗ này nha. Giữ Quán Thế Âm hiện cư thử giới, mọi người nhìn thấy hay chưa? Thử giới là giới nào vậy? Chúng ta đều biết Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là Đại Bồ Tát của thế giới cực lạc, nhưng ở đây nói hiện cư thử giới, đó là chỗ này của chúng ta, là thế giới ta bà. Tại sao? Hai vị Đại Bồ Tát đều đặc biệt có duyên với chúng sanh ở quốc độ này đấy, đều ở cái thế giới này của chúng ta, ta bà thế giới, tác đại lợi lạc đấy, cho chúng sanh tìm kiếm chân thật chi lợi lớn nhất, để cho chúng sanh đạt đến an lạc cứu cánh đấy, do đó tác đại lợi lạc đấy. Ư niệm Phật chúng sanh nhiếp thụ bất xả, chư vị tất cả chúng sanh này chịu niệm Phật đều nhiếp thọ chư vị, thủ chư vị. Ý nghĩa này chính là nói muốn chư vị nha, nhiếp thọ chư vị, không những là chư vị, giống như tự tính. Năm châm này hút sắc nha, đây ngay cả cây kim kia, đá năm châm đã hút cây kim kia qua đi rồi. Ở đây chính là đá năm châm đang nhiếp thọ cây kim kia mà. Nó sinh ra một sức mạnh mà, nhưng kim cũng đang hút lấy đá năm châm đấy. Bởi vì kim cũng nhiễm tự tính rồi, nó cũng phát ra cực nam bắc nha, đang nhiếp lẫn nhau đấy. Thế nhưng giữa hai cái này, vì lẽ đó đã hình thành một từ trường chung, hình thành lực hút lẫn nhau. Ở chỗ này là đen xen lẫn nhau của điện cực. Tự tính đó của Phật lớn biết bao nha, cái kim này của chư vị tự tính đó nhỏ biết bao. Hai con số này đang xem lẫn nhau, là đó đây đều có tác dụng, nhưng con số đó phải lớn hơn nhiều so với con số này của chúng ta đấy. Cho nên sức mạnh này là nương tự đấy, nương tự sức nhiếp thọ của Phật Bồ Tát đấy. Năm châm của bản thân chư vị phải có tự tính mới được nha. Tuy rằng ai ai cũng đều có tự tính, nhưng chư vị hiện tại rối loạn rồi. Chư vị tuy rằng đúng là một viên năm châm, thế nhưng chư vị cả ngày đốt nha, chư vị là nếm nó nha, phần tử của nó đều lộn xộn rồi,
quỹ đạo mà điện tử kia đó theo có cán trung tâm. Trục quay quanh cái trung tâm này nó đều rối rồi. Cái trục này là chỉ phương hướng này, cái trục này là như thế. Các mặt khác đều triệt tiêu lẫn nhau. Triệt tiêu lẫn nhau thì cái tự tính kia đã không lộ ra. Do đó chỗ này cũng là một so sánh rất hay. Người người đều có Phật tánh, cũng giống tự tính của sắc. Hiện tại vì sao không hiện hiện? Chứ vì đây rối loạn rồi. Chứ vì ném nha, thiêu nha, cái này của chư vị đều là rối loạn. Mạnh ai nấy làm. Điện tử này chuyển như vậy, trục của nó hướng bên này. Điện tử kia chuyển như thế, hướng bên kia, thay đổi lẫn nhau. Từng cái triệt tiêu nhau, sau cùng toàn bộ tự tính không còn nữa. Thế nhưng đặt nó vào trong từ trường lớn kia, đặt nó vào bên trong đó, thì điện tử của nó dần dần, mỗi một dạng đều có phương hướng. Phương hướng này đồng thời đã chính xác rồi. Một bên là cực nam, một bên là cực bắc. Tự tính hiển hiện rồi. Tự tính hiển hiện rồi mà. Hai đá nam châm này đã hút nhau. Cho nên việc này rất dễ dùng để nói rõ đạo lý tự tha bất nhị. Tự tha uyển nhiên nha. Đá nam châm kia của Phật là tha, đá nam châm này của chúng ta là tự. Tự tha bất nhị, tự tha không phải khác nhau. Việc như thế nào? Phật cũng là nam châm, ta cũng là nam châm mà, việc có gì khác nhau chứ? Đây chính là bất nhị đấy. Hơn nữa, chúng ta lấy bụi sắc bể một đường từ trường. Từ trường này là hai cái chung nhau. Chư vị không thể nói ai là ai, một vật mà. Cho nên bất nhị đấy, không còn hai cái đấy. Không còn hai cái, nhưng mà tự tha uyển nhiên. Năm châm lớn kia là năm châm lớn, năm châm nhỏ này là năm châm nhỏ. Tự và tha này rành rành, rõ ràng ở đây. Do đó vừa uyển nhiên vừa tự tha, mà tự tha hữu bất nhị. Chủ yếu nói rõ đạo lý này, đây là một thí dụ rất hay. Ư niệm Phật chúng sanh, nhiếp thủ bất xả. Đã năm châm lớn này đang nhiếp thọ hết thảy. Chư vị là chúng sanh niệm Phật, thì chư vị bắt đầu biểu hiện ra một chút tự tính rồi. Đối với chúng sanh khác thì không bình đẳng rồi sao? Tự tính đó của họ đã loạn rồi, đối với họ không khởi tác dụng nha. Họ cần thiết phải đặt vào trong từ trường. Cá nhân chư vị bắt đầu có tự tính, lại phát hiện tác dụng hút lẫn nhau. Vì vậy tương hỗ hấp, hút lẫn nhau mà. Thế nhưng bên này năm châm này quá nhỏ, năm châm kia rất lớn. Chủ yếu vẫn là dựa sức mạnh nhiếp thọ này ở bên kia. Linh ly tam đồ, khiến cho mọi người đều rời khỏi ba đường ác. Tam đồ chính là ba đường ác. Súc sanh, quỷ, địa ngục, ba đường này quá khổ rồi, thì gọi là tam ác đạo, cũng gọi tam đồ. Tam đồ nhất báo ngũ thiên kiếp nha. Đọa lạc đến ba đường cái thọ báo này, thời gian một báo là 5.000 kiếp, xa đến không cách gì nói rồi. Cho nên đọa lạc là việc khủng khiếp đấy. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ở Ấn Độ xây cất tinh xá, rất nhiều La Hán ở đó xem. La Hán nhìn thấy kiến nơi này, La Hán đã rơi lệ. Lúc một vị Phật trước đó thành Phật ở chỗ này xây tinh xá, đàn kiến này lúc bấy giờ đã là kiến. Vị Phật đó đã nhập Niết Bàn biết bao lâu xa, đã xuất hiện vị Phật này. Vị Phật này bây giờ lại ở chỗ này xây tinh xá. Khoảng giữa không biết trải qua bao nhiêu vạn vạn năm rồi, chúng nó vẫn liên tục đang làm kiến. Hiện tại vẫn đang ở chỗ này làm kiến. A-la-hán đã thương xót rơi lệ đấy. Do đó tam đồ nhất báo ngũ thiên kiếp. Chúng ta đừng cho rằng thành heo, đã thành một lần làm heo thì xong rồi. Làm gì có việc dễ dàng vậy. Thường xuyên làm heo, bởi vì trong tư tưởng của nó đều là heo. Đàn kiến kia trong đầu óc chúng, trong bát thức toàn là kiến. Vương quốc kiến, kiến gì gì đánh nhau. Ai đã đánh tôi đã đánh ai. Ai cắn chết tôi làm sao như thế nào. Oan gia trái chủ đều là kiến. Oan oan tương báo cũng đều là kiến.
Vì vậy, chúng không biết ra khỏi cái vòng này của con kiến. Cho nên, nhiếp thủ bất xả là bảo họ rời khỏi tâm đồ đấy. Hơn nữa, đắc vô thượng lực nha, tác dụng này của nhiếp thọ khiến cho mọi người không những là rời khỏi tâm đồ mà còn đạt được vô thượng lực. Đạt được vô thượng lực, vậy thì một mạch nhiếp đến thế giới cực lạc rồi nha. Một chút đỉnh giác ngộ nha, mọi người đều niệm Phật nha, cầu vãng sanh nha. Do đó, đoạn này hoàn toàn là pháp môn tịnh độ, không có pháp khác, chỉ là niệm Phật, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn. Và pháp niệm Phật này thì nhiếp lục căn nha, chư vị chỉ cần có thể đạt đến lúc tình niệm tương kế, chư vị không cần thiết bất kỳ một trợ lực nào, trợ duyên nào khác. Tự nhiên tâm đã mở rồi thì minh tâm kiến tánh, chính là mê tức chúng sanh, ngộ tức Phật của Thiện Tông. Chư vị chỉ cần là thấy rõ bổn tâm, nhận biết bổn tâm chính mình, rõ bổn tánh chính mình. Ngộ Tổ nói tức danh trượng phu, thiên nhân sư, Phật thì là bậc thầy của trời người, chư vị chính là Phật đấy. Cho nên Lục Tổ lúc đó vẫn chưa có làm hòa thượng đã được y bát nha. Lục Tổ được y bát đó là thù thắng của sự thù thắng. Ngài là lao động tay chân trong chùa, làm công trong nhà bếp bên trong chùa đó. Ngài chẳng phải là hòa thượng, vì thế cầm y bát đi rồi toàn bộ hòa thượng trong chùa truy đuổi. Họ không phải tranh cái y bát này, đương nhiên trong đó người có trình độ này như Thẩm Tú tuyệt không phải, đại đa số đều không phải, chỉ là nghĩ không thông nha. Cái ông này không khả năng, làm sao hòa thượng chúng tôi đạt không được, Thần Tú đạt không được. Người làm khổ công trong chùa này, một tạp dịch, một người tầm thường, hắn cầm y bát đi rồi, trộm cắp, nhất định là trộm cắp. Niệm Công nói đến chỗ này cười một cách khôi hài. Vì vậy chỗ này tự đắc tâm khai nha, bất luận chư vị là ai nha, Thần Tú có thể nhớ 12 bộ kinh luận là thiện tri thức của 500 người, 500 người sùng bái uy tín của Ngài đến cực điểm. Người người đều cho rằng Thần Tú có mặt, Thần Tú đã cao hơn chúng tôi rất nhiều đấy. Cho nên mọi người đều phải viết báo cáo, có Thần Tú đấy, đương nhiên là Ngài ấy. Chúng ta viết cái gì? Loại y danh này hiện tại thì rất ít, thông thường đều là ta mạnh hơn ngươi nha. Nhưng mà Thần Tú mọi người đều tâm phục nha. Thế nhưng Lục Tổ chỉ là nghe một nửa kinh Kim Cang thì Ngài vượt qua Thần Tú, lại nghe thêm nửa lượt thì được y bát, chính là thầy của trời người. Cho nên nhất định tâm khai quan trọng đấy. Một người chỉ là đang tĩnh tọa, thiền định của anh ta rất tốt đấy, thâu đêm tĩnh tọa không ngủ nha. Thiền định không phải thiền, thiền định là cấp độ 5, thiền của Thiền Tông là cấp độ 6, là bát nhã. Hai cái này có sự khác nhau rất lớn. Thiền của Thiền Định vẫn là người mù, cấp độ 6 mới mở to mắt nha. 5 cấp độ đầu như mù, cấp độ 6 mới có mắt. Vì thế trí tuệ quan trọng. Trong 6 cấp độ bất kỳ một cấp nào, nếu như không có bát nhã đều không thể gọi là ba la mật, không thể đáo bỉ ngạn, chỉ là phước báo người trời. Chư vị đang nhập thiền định gì? Chư vị là sanh thiền thiên mà, cho nên gọi là thiền thiên mà. Sắc giới, vô sắc giới, những nơi này gọi là thiền thiên. Chư vị tĩnh tọa là sanh lên trời nha, sanh lên trời vẫn ở trong 6 đường nha. Chư vị không có bát nhã đấy. Lão Hòa Thượng Quảng Khâm chính là thiền định, nhưng Ngài thiền định lại thêm một lợi điểm của niệm Phật, cũng đã vượt qua thiền định thông thường. Cho nên Ngài ở trong đây rất có phong cách thiền định nha. Thực ra so với người Thiền Tông kia còn cao minh hơn nha. Vì vậy đối thoại giữa hai người họ so sánh thì rõ ràng rồi. Do đó tự đắc tâm khai này thì thù thắng đấy. Niệm Phật tự đắc tâm khai không sai biệt. Lão Pháp Sư Viên Anh gọi là Lăng Nghiêm Độc Bộ đấy. Ngài làm phương trượng, Ngài tự xưng Ngài hai lần suýt nữa sắp khai ngộ.
nhưng về sau làm pháp sư, làm phương trượng, việc quá nhiều, phương diện này không còn đạt được tiến triển thêm. Tuy rằng không còn đạt được tiến triển, chỉ hai lần này sắp khai ngộ, cho nên lăng nghiêm này của ngài vẫn là kiệt sức ở đời đấy, ở phương diện này nha. Vì vậy có thiện có tịnh độ, cũng như hổ mang sừng nha. Thiện cũng chính là tịnh, tịnh cũng chính là thiện nha. Thế thì Bồ Tát Đại Thế Chí chính là hoàn toàn từ tịnh độ, đồng dạng đạt được thành quả mà tham thiền hy vọng nhất. Ngài đã tự đắc tâm khai, nhập Tam A Địa, hơn nữa Tam A Địa này là Tam A Địa của Lăng Nghiêm. Thế thì hiện tại cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, ở cái thế giới này của chúng ta nhiếp thọ niệm Phật chúng sanh, những điểm này là mối quan hệ đó. Do đó người niệm Phật đã được 10 phương Phật hộ trì, được Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí nhiếp thọ. Đồng thời chư vị chân thật niệm Phật, Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc phái 25 vị Bồ Tát bảo hộ chư vị. Cho nên lúc tâm chư vị thật là chân thật đang niệm Phật thì chư vị không bị ma quấy nhiễu, trừ phi trong nội tâm bản thân chư vị thình lình nghiệp lực phát hiện. Vì thế vẫn còn là sợ nghiệp lực khởi lên. Trước sau như một rất tốt, nghiệp lực của họ không có khởi động. Họ đùng, hôm nay cái nghiệp lực này họ sắp vào lúc này thình lình khởi động. Vì vậy luôn có một câu nói như thế gọi là cẩn phòng nghiệp lực phát động. Bỗng nhiên người đang tin tưởng, họ có thể thay đổi, trở thành không tin nha. Bởi vì ở trong ý nghĩ này chư vị, nó là ngấm ngầm làm việc bên trong, chư vị không biết. Nó không nói chư vị biết đâu. Nó chốc lát khởi động lên, cái nghiệp lực này của chư vị khởi động, thiện căn khởi động thì tốt rồi. Hiện tại mọi người không phải đang thiện căn khởi động sao? Phải hay không? Chư vị xem thử chư vị cụ thể hoàn toàn là kiểu thiện căn khởi động. Cả nhà thỉnh tượng Phật, xây Phật đường, đến nghe Pháp, đó là thiện căn khởi động. Cho nên tranh thủ cho kịp thời cơ nha. Thiện căn khởi động, nghiệp lực chắc chắn có. Có người nói không có nghiệp lực, thế thì là người đó tiêu nghiệp vãng sanh rồi à? Không thể nào, nghiệp lực vô cùng vô tận. Vì vậy là đối nghiệp vãng sanh, chư vị đừng đợi nó khởi động. Lúc này là cơ duyên này chín mùi, sau khi vãng sanh để tiêu nghiệp, không phải ở thế giới này tiêu sạch nghiệp, thế thì không có khả năng rồi, nan hành đạo rồi. Cho nên phải thừa nhận cái nghiệp lực này vô cùng vô tận, đồ vật đủ loại đều có. Thế thì là cẩn thận đề phòng nó khởi động. Trước mắt thiện căn thì chúng ta khởi động rồi, lâu thêm dài, mãi đến thành công. Nguyện đem công đức đầy, trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, tiếng chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Thank you.
Nam mô A